Xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với channel của mình. Các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một sản phẩm đồ chơi. Đây là một chiếc xe địa hình điều khiển từ xa. Và chiếc xe này nó có tên là PX Toy Speed 9602. Chiếc xe này thì nó có thiết kế cũng khá là nhỏ gọn ngay trước mắt các bạn đây. Chiếc xe có mức giá vào tầm khoảng 450-500 đó tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một món đồ chơi cũng khá là thú vị. Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn khám phá cái món đồ chơi này nha các bạn. Chúng ta bắt đầu. Thì các bạn thấy cái hộp đựng cái xe này thì cũng có kích thước cũng khá là gọn gàng, nhỏ gọn như này các bạn. Ở bên ngoài cái vỏ hộp này chúng ta thấy được cái hình ảnh của cái xe này. Một cái thiết kế cũng khá là đẹp mắt đúng không nào? Cái kiểu dáng khá là hầm hố. Ngày nay thì những cái chiếc xe điều khiển ra này không chỉ là cái thú vui của những trẻ nhỏ đâu các bạn, người lớn cũng rất là đam mê với lại cái thú vui chơi xe điều khiển từ xa này. Đó, các bạn có thể thấy được cái tên của cái xe này ở đây đó, Speedstorm. PX Toy là cái thương hiệu của cái xe này nha các bạn. PX Toy, một cái thương hiệu chuyên sản xuất những loại xe địa hình điều khiển từ xa. Và bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra để chúng ta khám phá bên trong. Và rồi, đây là toàn bộ những thành phần sau khi mình đã unbox cái hộp đựng chiếc xe này ra. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc xe điều khiển từ xa PX Toy 9602. Đó, khá là nhìn nó gọn gàng. Các bạn có thể thấy cái hình dáng giống như là những chiếc xe đua F1 đúng không? Đó, các bạn thường thấy ở trên TV. Còn cái này là cái tay cầm điều khiển từ xa. Cái tay cầm sử dụng tần số đó là 2,4 GHz, một cái tần số điều khiển thông dụng hiện nay, 4 kênh đó, giúp cho cái đường truyền nó rất ổn định. Ok, đây là cái cáp sạc và một cái tu vít. Chúng ta sẽ sạc pin cho cái xe này. Sạc pin nha các bạn, thời gian sạc vào khoảng 90 phút. Đây là cái cuốn hướng dẫn sử dụng này các bạn. Ok, cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh đó, các bạn có thể tham khảo thêm. Thì chiếc xe này nó có cái thời gian chơi là 20 phút nha các bạn đó. Thời gian thời lượng chơi là 20 phút. Và cái vận tốc tối đa của nó đạt được là vào khoảng 20 km/h. Đó, thời gian sạc pin của xe này thì vào khoảng 90 phút. Còn cái tay cầm điều khiển này chúng ta sẽ dùng pin tiểu nha các bạn. Ở dưới phần dưới của cái tay đợi này, chúng ta tháo cái nắp này ra và chúng ta sẽ dùng hai viên pin tiểu ở đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này để cho các bạn trải nghiệm nhanh về cái sản phẩm này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp pin của cái xe này ra để mình lắp pin của nó vào nha các bạn. Chúng ta dùng cái tua vít được trang bị ở đây. Đó, tháo cái chỗ này ra và chúng ta nối pin vào với cái mạch của xe. Đó, các bạn thấy cục pin. Ở đây thì nó có hai cái đầu dây này. Một cái là của cái pin và một cái là của cái xe này. Đây, chúng ta nối hai đầu này lại với nhau. Ok. Còn cái tay điều khiển này chúng ta sẽ lắp hai viên pin tiểu như vậy nè các bạn. Hai viên pin tiểu chúng ta lắp vào đây. Rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ điều khiển thử chiếc xe này. Thì ở đây nè các bạn, trên cái tay cầm này nó có một cái công tắc on off này. Đó, chúng ta gạt cái on để bật nó lên. Còn cái ở đây nó có một cái cò. Còn này sẽ là cái để mà chúng ta cho xe đi lên hoặc đi xuống đó. Còn cái bánh xe ở đây chúng ta sẽ điều hướng rẽ trái hoặc rẽ phải nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn xem. Chúng ta bật cái công tắc ở dưới cái đít xe này lên này. Bật đây on. Chúng ta bật cái xe này lên. Ok, sau đó chúng ta sẽ bật cái tay cầm lên. Đó, các bạn thấy nó nhấp nháy. Ok, và chúng ta chờ chút nó đứng yên là hai cái thiết bị này được kết nối với nhau rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần ga lên là chúng ta đẩy cò lên là xe sẽ đi này. Và mình sẽ thử cho các bạn xem, mình giữ lại cái xe nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đi tới, đi lui. Đó. Còn cái này, cái bánh xe đây chúng ta sẽ, đó, sẽ rẽ trái, các bạn thấy không? Đó, chúng ta xoay lên này. Đó, là xe sẽ rẽ phải và chúng ta xoay ngược lại là xe sẽ rẽ trái. Ok. Bây giờ mình sẽ đi thử cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ chơi thử chiếc xe điều khiển từ xa này nhé các bạn. Đó, chúng ta đẩy cái cò này lên, đó là sẽ đi tới. Đó, các bạn thấy chưa? Đi lui.
đi tới. Còn hai, còn cái bánh xe đây chúng ta sẽ điều khiển cho nó quẹo rẽ trái và rẽ phải. Đó. Đó. Điều khiển rất là mượt mà, bởi vì cái tần số là 2,4 GHz cho nên là nó nhận tín hiệu rất là nhanh các bạn ạ, rất là ổn định. Đó, thì cái xe này điều khiển trong phạm vi khoảng 20-30m nha các bạn. Thời gian chơi là 20 phút và cái phạm vi hoạt động của nó là khoảng 30m. Đó, đơn giản thôi, cái cò này chúng ta sẽ đẩy lên cho đi lên và đẩy lùi lại cho nó đi lùi lại. Đó, và cái bánh xe để chúng ta rẽ hướng. Ok, vậy là mình vừa mới giới thiệu xong chiếc xe địa hình điều khiển từ xa PX To 9602 này. Thì đây là một chiếc xe địa hình điều khiển từ xa khá là phù hợp đối với những đối tượng như là trẻ em chơi thì rất là phù hợp nhé các bạn. Thì người lớn chơi thì bởi vì cái vận tốc của cái con xe này chỉ vào khoảng 20 km/h thôi và thời gian chơi chỉ vào khoảng 20 phút thôi nên đối với một số người thì có thể nó chưa đủ. Tuy nhiên đây vẫn là một sản phẩm tốt bởi vì cái mức giá của nó tương đối là rẻ, là khoảng 450. Và nó cũng đang có hàng sẵn tại Chola Store của mình nhé các bạn. Video của mình review về cái sản phẩm xe này xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy video của mình hay hãy bỏ lại một like và cũng đừng quên là subscribe, nhấn chuông để không bỏ lỡ những video lần tới của mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới, mình sẽ đem đến những sản phẩm công nghệ độc và lạ tiếp theo. Ok, và xin chào các bạn.